Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, vừa trở lại Việt Nam sau khi chấm dứt hợp đồng với POFC, tiền vệ Quang Hải được cho là đã đạt thỏa thuận với câu lạc bộ Công an Hà Nội để góp mặt ở giai đoạn 2 của V-League 2023. Theo thông tin chưa chính thức, tiền vệ quê Đông Anh sẽ gia nhập Công an Hà Nội theo dạng cầu thủ tự do với mức lương không dưới 100 triệu đồng mỗi tháng. Nếu như điều này là sự thật thì mức đãi ngộ mà Quang Hải nhận được ở câu lạc bộ mới là kỷ lục của cầu thủ nội tại V-League. Có tin đồn cho rằng Quang Hải có thể được trả lương lên tới 180 triệu đồng một tháng, nhưng con số này chưa được xác nhận. Nếu như thương vụ này thành công, Quang Hải chắc chắn nhận được mức phí lót tay trên 5 tỷ đồng mỗi năm. Thực tế thì con số này vẫn thấp hơn những gì mà chính anh nhận được nếu như không ra nước ngoài thi đấu thời điểm cách đây một năm một đội bóng ở tại V-League khi ấy đã chấp nhận trả Quang Hải 150 triệu đồng mỗi tháng kèm với mức phí chuyển nhượng lên đến 7 tỷ đồng một năm. Nhưng với khát khao được xuất ngoại đến châu Âu, Quang Hải đã từ chối số tiền này. Trước đây, Công Vinh từng nhận 100 triệu đồng một tháng ở câu lạc bộ Bình Dương, mà Hồng Quân từng nhận 80 triệu đồng một tháng ở câu lạc bộ Thanh Hóa. Dù vậy, các cầu thủ này nhận mức phí lót tay thấp hơn rất nhiều so với Quang Hải. Gần đây Văn Thanh, Văn Hậu hay Hồng Duy nhận lương rất cao ở các đội bóng mới nhưng cũng chưa có ai vượt qua được con số là 100 triệu đồng một tháng. Quang Hải gia nhập Po FC của Pháp đầu mùa giải 2022-2023 theo hợp đồng có thời hạn là 2 năm. Tuy nhiên tuyển thủ Việt Nam rời đi theo dạng tự do trước thời hạn 1 năm. Quang Hải ra sân tổng cộng là 12 trận cho Po FC ở giải hạng 2 của Pháp, trong đó có 2 lần đá chính. Tổng thời gian thi đấu của tiền vệ này cho đội bóng của Pháp là 254 phút và anh cũng có được một bàn thắng. Tuy nhiên, đến giai đoạn lượt về của mùa giải thì Quang Hải không còn được huấn luyện viên Didier Tholot tin tưởng. Anh chủ yếu ngồi ở trên băng ghế dự bị. Thậm chí trong khoảng 12 vòng đấu cuối của giải Ligue 1, Quang Hải đã bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Pro FC và chủ yếu là ra sân cho đội dự bị và chơi ở giải hạng 5 của Pháp. Người đại diện của Quang Hải cũng đã chia sẻ rằng sau rất nhiều tuần trao đổi thì tôi đã trực tiếp đến gặp POFC để yêu cầu trả tự do cho Quang Hải vào cuối mùa giải năm nay. Tôi đã đích thân đến gặp Chủ tịch Frey Lapote Bernard hôm thứ Năm vừa qua và chúng tôi đã đạt được thỏa thuận sau 2 ngày trao đổi để Quang Hải kết thúc mùa giải này với POFC. Chủ tịch của POFC đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi. Nhiều người đã cảm thấy tiếc cho Quang Hải khi mà lãng phí một khoảng thời gian ở châu Âu bởi sau một năm lận đận anh gần như là không đạt được kỳ vọng và phải kết thúc hợp đồng sớm một năm so với dự kiến. Năm ngoái, Quang Hải quyết định rời Hà Nội FC là một sự lựa chọn dũng cảm. Tiền vệ 25 tuổi đã có đủ mọi vinh quang ở giải quốc nội và giải vô địch quốc gia cho nên cần bước ra khỏi vùng an toàn, ít nhất là có được một cuộc xuất ngoại để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Tuy nhiên, sự dũng cảm rời Hà Nội FC khác hoàn toàn với chuyện đầu quân cho Po FC ở giải hạng 2 của Pháp. Phần lớn người hâm mộ đều biết được là nước Pháp lãng mạn nhưng lại hứa hẹn lành ít giữ nhiều cho sự nghiệp của Quang Hải. Không ít cựu cầu thủ đã tỏ ra lo lắng cho Hải Con ở thời điểm đó. Tháng 3 năm ngoái, cựu của bóng vàng Việt Nam Phan Văn Tài Em đã phân tích rất thẳng thắn với báo giới rằng Tôi nghĩ rằng Quang Hải đi Nhật Bản, Hàn Quốc còn khó đá, chứ nói gì đến chuyện đi châu Âu, Tiền vệ này bị hạn chế về thể hình, nhỏ con như thế thì khó chơi bóng ở châu Âu. Tôi ví dụ họ lấn một phát té thì làm sao mà đá được. Họ nói rằng có mấy đội châu Âu quan tâm, nhưng quan trọng là qua bên đó có chơi được hay không. Nhiều đội châu Âu và châu Á nếu như thật sự quan tâm thì người hâm mộ Việt Nam phải mừng cho Quang Hải, nhưng vấn đề là họ mua để làm gì nữa? Mua để Quang Hải chơi bóng hay là vì thương mại, tăng like, tăng tương tác vì sự quan tâm của người Việt Nam là chuyện khác. Vì đôi khi truyền thông ca ngợi em ấy quá là chuyện không tốt, dễ ngộ nhận về năng lực thực sự. Quang Hải đến với POFC và có tuần trăng mật để thu hút truyền thông người hâm mộ, sau đó thì anh dự bị với quãng thời gian ra sân cực thấp. POFC không dùng Quang Hải trong 9 trận đấu cuối, nhưng lại thường xuyên chọn ảnh của tiền vệ này để đăng ở trên fanpage để cho người hâm mộ Việt Nam tương tác. Ví dụ trận đấu vào giữa tháng 4 của POFC, Quang Hải được đưa vào danh sách trong chuyến làm khách tới sân của Socher. PO FC đã chọn Quang Hải làm hình ảnh để đăng lên fanpage của câu lạc bộ. Người hâm mộ Việt Nam tương tác mạnh khi mà nhiều ý kiến nhận xét rằng Quang Hải có khả năng đá chính trước Sôcher. Tuy nhiên, Messi Việt Nam đã không được đăng ký thi đấu chứ đừng nói đến dự bị. Dấu ấn của Quang Hải là một bàn thắng và cột mốc lịch sử cho PO FC trên trang mạng xã hội. PO đã có 15.000 lượt theo dõi trước khi có được chữ ký của tiền vệ mang áo số 19 này. Bây giờ có hơn 340.000 lượt có nhiều người theo dõi thì POFC cũng có thêm nhà tài trợ trong đó có nhà tài trợ áo đấu chính thức có thể thấy rằng Quang Hải được POFC tận dụng về thương mại và truyền thông khá tốt về chuyên môn vấn đề của Quang Hải được huấn luyện viên Philippe Troussier phân tích như thế này xung đột về ngoại ngữ và giải lịch đơ đòi hỏi cao về chuyên môn tức là nhanh và mạnh ngoài ra thì Quang Hải còn phải làm quen với môi trường sống khác khí hậu đồ ăn văn hóa vân vân Chủ tịch của POFC nói rằng Quang Hải thiếu nhiều yếu tố để có thể thi đấu ở giải giải League 2. Ông đã chấp nhận thanh lý hợp đồng của Quang Hải sớm hơn một năm so với dự kiến. Ở lăng kính V-League thì có thể phản ánh việc Quang Hải đến giải hạng 2 của Pháp là một bước đi sai lầm. Hoàng Vũ Samson là một cầu thủ gốc Nigeria, Rimario cũng đến từ Jamaica, Moset Oloya cũng là một cầu thủ giỏi người Uganda. Đó là những ngoại binh thành công ở V-League. Họ có điểm chung là đến từ châu Phi và xét về trình độ, sức mạnh, tốc độ và thể hình thì vượt xa so với các cầu thủ giỏi của bóng đá Việt Nam. Ở Pháp, nơi có rất nhiều cầu thủ châu Phi và gốc châu Phi thi đấu, các giải đấu của Pháp đã trở thành nơi cung cấp nhiều cầu thủ sang Anh, Đức, Italia, Tây Ban Nha. Con số thống kê là 131 cầu thủ Pháp thi đấu cho 4 giải đấu này. Điều đó cũng đã giúp cho tuyển Pháp có rất nhiều nhân tài bởi phần lớn các cầu thủ có gốc Phi. Đội tuyển Pháp dự World Cup 2022 có tới 92% là đến từ những người nhập cư. Chúng ta thấy rằng thật khốc liệt dành cho một cầu thủ Việt Nam nếu như sang Pháp thi đấu, kể cả là cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc cũng khó cạnh tranh chứ đừng nói là Việt Nam. Hay nhìn ở châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia thuộc top đầu thường xuyên góp mặt ở các kỳ World Cup. Tuy nhiên, số lượng tuyển thủ quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc có thể cạnh tranh được ở châu Âu lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam tới nay vẫn chỉ là lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Vậy thì cơ hội thành công ở trời Âu của cầu thủ Việt Nam liệu được bao nhiêu? Cơ hội của Quang Hải là quá thấp để có thể trụ ở được ở giải hạng 2 của Pháp. Quang Hải không có được ngoại ngữ tốt, lần đầu tiên xuất ngoại làm quen với môi trường mới. Nếu như muốn thành công thì Hải con phải thật giỏi về khả năng chơi bóng, tức là vượt trội về chuyên môn để bù đắp được các yếu tố khác. Nhưng Quang Hải chỉ có thể xử lý bóng khéo léo mà lại thua thiệt về ngoại hình, về tốc độ và về sức mạnh. Có nhiều bất lợi và chưa đủ trình độ, cho nên Quang Hải thất bại là đương nhiên. Không ai phủ nhận tài năng của Quang Hải cả, nhưng sự thật anh rõ ràng thiếu đi sự tư vấn đúng khi mà bước đầu tiên xuất ngoại đã chọn sang Pháp, một nền bóng đá hàng đầu thế giới. Sự lựa chọn sai lầm đã khiến cho Quang Hải lãng phí một năm Bởi thật khó có thể học hỏi được nhiều thứ Khi mà tiền vệ mang áo số 19 này trở lại tuyển Việt Nam thi đấu Thì lại rất thất vọng ở kỳ AFF Cup 2022 Quang Hải và Văn Hậu trước đây đều chung người đại diện Nhìn vào lựa chọn của Quang Hải thì có thể tin rằng anh đã rút ra được kinh nghiệm từ chuyến xuất ngoại không thành công trước đó của đoàn văn hậu, đồng đội ở tại câu lạc bộ Hà Nội FC trước đây. Pro FC chỉ là một đội bóng non trẻ ở giải hạng 2 của Pháp, nhưng rõ ràng vẫn là môi trường bóng đá quá sức đối với Quang Hải. Phân tích như vậy nhưng không có nghĩa là chuyến đi của Quang Hải đã thất bại hoàn toàn, mà trái lại đó là sự khích lệ lớn và khát vọng của anh rất đáng được tán thưởng. Nếu chỉ đơn thuần về thu nhập thì Quang Hải có nhiều lựa chọn tốt hơn cả ở V-League hay là ở Thái League. Quang Hải đã chọn châu Âu như là một lần khám phá năng lực bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn một năm ở pofc cũng là trải nghiệm quý để cho quang hải học hỏi có thể tin rằng các chuyến xuất ngoại của cầu thủ việt nam trong tương lai sẽ nhiều hơn và được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để hướng tới những thành công mới chuyến đi của quang hải cũng phần nào giúp cho bóng đá việt nam đánh giá được đúng thực lực của mình để từ đó có những kế hoạch sát hơn với thực tế như huấn luyện viên philippe druze dành lời khuyên cho các cầu thủ việt nam khi mà biết pofc chia tay quang hải như thế này các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thì bước một nên lựa chọn các nước như Nhật Bản hay Thái Lan sẽ phù hợp hơn. Sự thất bại của Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng sẽ là bài học cho các cầu thủ Việt Nam trong tương lai nếu như muốn sang châu Âu thi đấu. Ví dụ rõ nhất và gần nhất đó là trường hợp của thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm. Văn Lâm đã thành công ở V-League rồi, rồi lại chuyển sang Thái League vẫn thành công nhưng lại chưa thể chinh phục được J-League và khi quay trở lại V-League thì Văn Lâm đã tỏa sáng. Hiểu rõ điều này để chúng ta không thất vọng trước câu chuyện được cường điệu hóa về quang hải. Sau thành công của dangda, Teraton Bumartan, Chanathip Songkrasin hay Cristiano, những tuyển thủ quốc gia của đội tuyển Thái Lan đã thành danh ở tại Thái Lích và tỏa sáng ở j league bóng đá Thái Lan lại tiếp tục giới thiệu một ngôi sao mới là Supachok Sarachat. Chân sút này đã thi đấu cho câu lạc bộ Hokkaido Consadun Sapporo với hợp đồng cho mượn 6 tháng và kèm theo phụ lục mua đứt, điều khoản khá giống với Chanathip Sungkrasin cách đây nhiều năm. Bước đi của tiền vệ tấn công Supachok Sarachat giống như đàn anh, đó là khẳng định mình ở Thái Lích, sau đó nâng cao trình độ ở j League hoặc k League, hai giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Á trước khi nuôi giấc mộng bầu trời ở châu Âu rộng lớn. Từ những câu chuyện thành công và thất bại của các cầu thủ Thái Lan và Việt Nam khi ra nước ngoài thi đấu, chúng ta không thể phủ nhận rằng Thái Lịch hơn hẳn v league về mọi mặt. Về chuyên môn, đầu vào của Thái Lịch khó hơn v league từ đó đầu ra của Thái Lịch cũng chất lượng hơn v league Cho đến nay, cũng chỉ có mỗi Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt Nam thi đấu thành công ở tại giải Thái Lịch. Ngược lại thì có quá nhiều cầu thủ Thái Lan đã thành công ở V-League từ 10 đến 20 năm trước đây. Nhưng cho đến nay, khi mà Thái Lịch vượt trội so với V-League thì không còn cầu thủ Thái Lan nào thi đấu ở V-League nữa làm thế nào để nâng chất lượng V-League đó cũng là bài toán không dễ có lời giải đã và đang dành cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam VPF bởi vì chất lượng của V-League và cầu thủ Việt Nam là tỷ lệ thuận. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.